Ông ấy khôn thật, ông chỉ quen nữ anh ạ. Ồ thế cái con đực của mày có chui vào không? Không, mà người thường người đẹp là ưu tiên. Bởi vì cô gái đẹp là mình phải cho lên Canada để còn quảng cáo là nó đẹp, nó xấu thì cho lên làm cái gì, sợ bắt đi tù à? À rồi, chờ áp áo lấy cái sáo nhé. Ôi ôi Giàng ơi. Cầm cái đèn. Rồi, vào rồi, vào rồi. Ngon chưa, ngon chưa? Rồi, vào rồi, để áp bóng. Để áp bóng chỉnh nhá. Rồi, rồi. Cái chinh nó vẫn còn nguyên chinh à. Rồi, yên tâm rồi. Rồi, cứ đừng sơ vào là được. À, cả nhà thân mến, áp bóng đang ở một cái ô. Chưa bằng cái chứng này đúng không anh? Không. À không. Rồi yên tâm rồi, được rồi. Như nó lòng lòng sao ba báo ơi. Lòng như thế mê vui không sao. Đó, nó dễ rớt quá. Rồi A Duy cứ ngồi chém gió vui là được. À một sai sai là sai sai. I am a power hormone local. I want to give you a song hormone melody. Where you from? I'm from Hanoi. Apao nói tiếng em bằng sức khu tiếng Mông nó nhiều đấy. Ba giò nem. My name is Hà. Apao hỏi cái mình có ăn giò và nem không? Nó còn bảo my name Hà nói. Cái mình là Hà là rất nhiều nước. Vâng. Nhiều nước ở lỗ nào? Nó đang xúc động. Cái mình là Hà là nhiều nước đúng không? Không, Hà của em Hà khác. À, nước gì? Hà của em là nước. Nước gì? Không phải nước mà là sông. À sông à, ôi giời Đại Hải Thủy à. Đúng không? Đại Hải Thủy nhiều nước đúng không? Cái mình ở thủ đô. Dạ. Cái mình ăn gì mà đẹp thế, trắng thế? Em nói thật nhá. Đúng rồi, nói thật. Nói đúng rồi, nói đi. Nó nói thật đấy. Nó nói thật đấy, cái gì mà trắng thế, đẹp thế? Thưa bố mẹ em cho em ăn cám cỏ nhiều quá. Ô cám cỏ. Ôi giời ơi. Cái nó bảo là ăn cám cỏ, à bảo ăn xua thì vẫn pin đấy. Rồi cả nhà đây đây, cô gái thủ đô này. Sao cây sống mũi nó cao thế? Cái mình con nâng lên hạ cái mình con nâng lên hạ xuống cỏ vỏ trái đất không? Em không nâng cái gì hết, em nắm mẫn cắm cỏ thôi. À rồi. Báo ngâm cứu về địa lý học mà nói là do nâng lên hạ xuống của vỏ trái đất. Cho nên là cao nguyên đá mới thành là cao nguyên đá bây giờ. Ngày xưa nó là đáy của đại dương. Nhưng mà nhìn về hình hài về địa lý học mà nói thì em cái mình tên gì? Đấy, quên rồi. Không phải hỏi lại cho kỹ. Em tên nước. Nước nó chui ở dưới, nước chui lên, nó trồi lên là Hạ Long trên cạn. Đấy. Nhưng mà mình không nâng lên hạ xuống gì đúng không? Em ăn mỗi cắm cỏ thôi. Cái này có nâng lên không? Cái sống mũi này có nâng lên không mà sao nó đẹp tê? Ăn mỗi cắm cỏ thôi. À cắm cỏ ra. Vâng. Thế còn có chỗ nào núi đôi quan bà con nâng lên không? Là cái gì anh? Nó không nhiều đâu. Với nước nhiều quá thôi. À rồi, nó không nhiều thôi. Rồi, có nghĩa là quan bạ mù sương. À em biết rồi. Chỗ đấy rồi. Chỗ nào? Hôm em bị lạc. À hôm em bị lạc ở núi đôi quan bạ. Núi đôi. À thế cái, à bảo một ý muốn hỏi là cái mình có nâng lên mà hạ xuống ở đấy không? Em không, hôm đó em không biết gì mà nâng cả. À thế tự sướng à? À có nghĩa là nó tự sướng ở đây, nó không nâng lên mà hạ xuống. Rồi. À gió à báo nói thì nó hiểu ý nào thì cũng được, không sao nhá. Có nghĩa là núi đôi quan bạ của nó có nâng lên hạ xuống hay không, hay là mình tự nâng lên hay hạ xuống là việc của mình nhá. Tự nhiên anh ạ. Tự nhiên nhá. À đây là cô gái rất là đẹp, rất là tự nhiên, chưa có người thương.
chưa có người yêu nhưng mà rất tốn người yêu. Mỗi tháng một người yêu, yên tâm cả nhà nhé. Đây, hình hài cô gái rất xinh đẹp này. Có gì người yêu ở ngồi bên cạnh, có gì đừng thông cảm nhá. Không phải người yêu. À bồ thôi. Không phải bồ. À rồi. Bồ. Em chưa người yêu mà. À chưa có người yêu à? Mày thế à, báo đang chém gió. Rồi, không sao. Rồi, để áp báo đặt máy xuống. Tí về tôi nay thì bị chém gió chết tôi. Rồi cả nhà ơi, áp báo chém gió vui thôi thì. Chúc sức khỏe ở nhà nhá. Áp báo không phải là kênh để chém gió câu giờ, nhưng mà áp báo là cái kênh để vui vẻ giải trí cho gia đình thôi nhá. À, hôm nay sẽ giao lưu với cô gái á, thủ đô. Rồi. I am a power hormone local. I want to give you a song hormone melody. Có nghĩa là áp báo xin phép được gửi tới cả nhà giai điệu của bản Mông. Tì lò cụ thoại trái của họ mê mê hào ta sắp xinh nhà tì lò y bê chơ. Vậy là... À, cái mình ngồi gần áp báo không bắt cái mình làm vợ đâu, yên tâm, ngồi gần một tí. Chưa bầu. Chưa bầu. A Báo sẽ không bắt cái nó làm vợ đâu, mà A Báo sẽ cho cái nó ngồi gần một tí để mọi người cũng được vừa thưởng thức sáo ấy. Đó. Rồi. A Hà là lên vùng cao. À, mình cảm thấy như thế nào? Em thích lắm. À, thích lắm. Thích về cái gì mà thích lắm luôn? Em thích... Thích con người à? Hay là thích cảnh đẹp này? Cây cỏ, sông núi. À, có thích báo không? Giờ thích cả anh luôn rồi. Ô, dạ ơi. À, báo không về tàn nữa, yên tâm. Thổi xong cái này, bắt nó đi sản xuất ra người luôn. Yên tâm. Mù say say là say say. Nhà thế nha, mù say. À, báo không biết tán gái đâu, nhưng mà nó tự tán à, báo. Rồi. I am a power hormone local. I want to give you a song hormone melody. Nó mà không biết đấy. Chứ bao là không biết. Báo đặt cho làm lại không sao. À, báo nhưng không muốn rung rinh. Rồi không sao. Rồi. Cái mình ngồi im không được làm gì thì nó không rung. Cả nhà thông cảm nhá, làm lại nhá. Cô gái Hà xinh đẹp, từ từ nhá, làm từ từ thôi, làm nhanh quá nó không tốt. Chưa kịp bôi son này này. Rồi. Chưa kịp xinh xắn này này. Rồi, à, duy cứ lại. Cái chanh của mình nó cứ rung rung à, lùi một tí. À, do. Không, do cái bàn này. À, do. Có đúng cái bàn này. À, rồi. Rồi, cả nhà làm lại nhá. Để mọi người thưởng thức nhá, không có mọi người sẽ trách áp báo là quay cái Canada nó rung nhá. À, rồi, áp báo sẽ làm lại nhá. Giảm lửa đi, không có nó cháy hết đấy. Mãi không ăn này rồi. Khỏi quá. Có xương. Rồi, cho nó vừa thôi, không có tuôn ra. Rồi. À, áp báo sẽ gửi tới cái mình bản tình ca trên núi.
Nhà anh nó khoe nào bao khỏe. Ô mùi dai dai là dai dai. Ô làng ơi, An Hương nó khoe nào bao khỏe lắm. À bảo mà không khỏe thì làm sao sản xuất được ra người mù sai sai lò sai sai. Mù phê phê lò phê phê. Rồi bây giờ sờ vào quả bầu tôi này sản xuất ra người ra quả bầu luôn. À rồi. I am about her mong logo. I like you. A beautiful girl. Ồ, nó không biết tiếng Anh, nhau yên tâm. Rồi, chúc sức khỏe cả nhà. À, có nghĩa là chúc bạn bạn đấy rất xinh gái. Rồi, chúc cái mình có nhiều người thương, có nhiều người yêu. À, báo không thương gái mình đâu. Không. Sợ tăng dân số.
A Pảo ơi, A Pảo. Anh kiếm người yêu cho em. Ô Giàng ơi, A Pảo đây. Ôi, cái nó còn bảo là kiếm người thương cho nó. A Pảo đây. Rồi em tâm thế A Pảo đi, bắt nó đi sản xuất ra người luôn. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Rồi xong rồi. Nó đang ế, chống ế luôn. Rồi mua sai đi, 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 đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đi đường này, đi đường này. Rồi rồi, đi thẳng, đi thẳng. Rồi rồi, đi nha, nha. A Pảo đi đã. Rồi rồi. Rồi đi nha, mua sai. Rồi 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 rồi. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. À, diễn một tí thôi. Diễn thôi, thật vợ, đặt vợ. Vợ bao nhiêu thế? Rồi, diễn một tí thôi mà. Tí nữa can bộ nào. Không, diễn siêu. À, cả nhà thông cảm ạ. À, bảo chúc các sức khỏe cả nhà. Chúc cả nhà có một chuyến du lịch trải nghiệm trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang. Thật sự vui và đầy ý nghĩa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mù say say lò say say. Mù say say lò quay quay. Chào A Gió, chào chào cô gái tên là rất là nhiều nước, gọi là Hải này. Ha này, đây Hà này. Đấy, chào A Gió phía bên kia nào. A Gió tối nay có sản xuất ra người không? Sáng sớm. Nhưng mà A Báo nhìn thấy cột điện bên kia tóc xoăn hết rồi. Do là cháy cột điện phải không? Rồi, cô gái ở bên kia tối hôm qua bị quay tay nhiều quá sản xuất ra người luôn. Rồi, chúc cả nhà sức khỏe, mùa xay, lò xay, chào cả nhà. Rồi. À, đây là cô gái chưa có người thương, chưa có người yêu. A Báo vừa bắt đi nó sản xuất ra người rồi, mệt lắm. Có gì cả nhà đừng thông cảm nhá, mùa say. Rồi. Mùa say. Lò say say, mùa say say. Là đi nhanh nhanh, về nhanh nhanh. Rồi. Mùa say say, lò say say, chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Rồi. Cả nhà thân mến, những cô gái nào lên vùng cao thì những cô chưa có người yêu thì lên A Báo, chưa có người yêu chống ế thì lên A Báo chống ế cho. Những cô nào gái nào mà chưa có người thương lên A Báo thương cho. Những cô gái nào mà chưa sản xuất được ra người lên A Báo sản xuất ra người luôn. Thở đi, no money. Mùa sai sai, ví dụ như cô gái này đây, yên tâm, A Báo vừa đi sản xuất ra người rồi, ra người luôn. Yên tâm, nó đang ra người đây. Cái mình vậy đi, không có người, người ta bảo là người chết đấy. Ủa đang mệt. Rồi rồi, đang quay tay đây. Đây gọi là sản xuất ra người này. Để A Báo phân tích cho cả nhà hiểu này. Đây, architecture the picture selfie là sản xuất ra người, là tôi có thể chụp ảnh với bạn một kiểu được không? Có nghĩa là đấy gọi là sản xuất ra người nhé. Cả nhà đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm A Báo nhé. Đây, architecture the picture selfie là sản xuất ra người này. Đây đây. Đấy. ERP này, ERP này, sản xuất ra người này. Đấy, đấy gọi là sản xuất ra người, là ở trong cái ảnh này là có người, hiểu không? Còn A Báo đang quay tay, có nghĩa là A Báo đang cầm bằng tay. A Báo đang quay đây, đây đây đang quay tay đây, đang quay tay đây đây. Có phải đang quay tay không? À đó, có nghĩa là A Báo đang quay tay, đang sản xuất ra người những cái clip đẹp nhất, vui nhất, nhí nhảnh nhất để gửi tới cho cả nhà, đúng không? Không có ý, nếu những người nào mà có hàm ý sâu xa, nếu những người nào mà có hàm ý là A Báo nói bậy thì chính tỏ là các bạn đang nghĩ bậy đấy, đúng không? Đúng không? Đúng không Hài nhỉ? Đúng ạ. À đúng, có nghĩa là những ai mà nghĩ là A Báo đang nói bậy chính là những người là bảo là A Báo đang nói rất là lịch sự, mà là A Báo đang rất trong sáng mà. Đấy, trong và sáng đấy. Đây là ELP này, sản xuất ra người này. À, ra người luôn, ra hai người nhá. À, ELP này, ra người này. Cả trai cả gái luôn. À, đây cả con trai cả con gái luôn. Yên tâm. Đủ trai đủ gái. Còn quay tay có nghĩa là A Báo đang quay, một là vẫy tay. Này không phải gọi là vẫy tay mà là quay tay. Quay tay đấy, đúng không? À, là quay video, A Báo đang quay video bằng tay, không quay bằng chân, đúng không? Gọi là quay tay. Rồi chúc sức khỏe cả nhà, chúc cả nhà có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Ngày nào A Báo cũng là ngày cuối tuần, bởi vì ngày nào cũng vui và rất là vẻ. Rồi chúc sức khỏe cả nhà nha, chào cả nhà nhá. Rồi chào Mr. G, Mr. Huy nhá. Đẹp trai tốn gái nhá. Chào A Gió nhá, chào cả nhà, mùa say. Rồi rồi, chào con đực quay tay bên này. Rồi. Rồi. Bực lắm rồi nhưng mà phải chịu nhá. Rồi. Sản xuất ra người thì gặp mình nha. Rồi. Sản xuất ra người, Pony no money. Rồi. Chụp ảnh free no money, mua sai, chào cả nhà. I touch the picture selfie. I touch the picture with you. Mua sai, lost sai. Goodbye, see you again.
Em nước là em Hà. Thì A Báo cũng không biết nói gì hơn nữa thì A Báo xin phép được gửi tới em cũng như cả nhà. Đặc biệt là em. Ôi dồi ôi, Giang ơi, rồi không sao. Cả khúc em đã nghe những ca khúc vùng cao. Em thích nghe ca khúc vùng cao nhiều hơn hay là ca khúc về miền xuôi? Nhà em ở Lương Đồi. Không sao, ở đặt bên này người. Nhà em ở Lương Đồi đi ha. Anh hát những bài của người Hơ Mông đi hay mà. Hồi Tết hồi xưa là em hay nghe lắm. Cô gái thích nghe những ca tình ca Tây Bắc đi anh. Ở đây là Đông Bắc, không phải Tây Bắc. Tây Bắc, anh hát về Tây Bắc. Nhà em ở Tây Bắc à? Biên á. Nhà em có cả Tây Bắc nữa. Nhưng mà em gốc ở đâu? Em gốc ở Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc à? Nó lưng chừng của Đông Bắc mà. Vĩnh Phúc giáp Hà Giang. Không, gốc em ở Vĩnh Phúc. Gốc ở Vĩnh Phúc. Ô, Vĩnh Phúc nhiều Covid lắm. Hồi xưa em ở Điện Biên. Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về trên rừng hoa nở. Thì ta đi ta đi 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 ta đi 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 ta đi đi ta đi ta đi ta đi 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 đi. Đúng không? Giải phóng Điện Biên mà, đúng không? Em nghe anh hát em quên rồi. Quên luôn. Rồi cô gái gốc ở Vĩnh Phúc, nhưng bây giờ đang công tác ở đâu? Em ở nhiều nơi lắm. Nhưng mà em đang ở Hà Giang. Rồi em gốc ở Vĩnh Phúc, dạ. Chơi ở Hà Giang, công tác ở Hà Nội. Coi như là thế đi ạ. Rồi. Thôi anh tặng em ca khúc về vùng cao đi, cho tình cảm. Em đang chưa có người thương, nếu hát xong mà em thương thì em thương anh luôn cho nó nhanh, đỡ phải chống ế luôn. Đâu trời có sao chiều, sao sớm, đầu núi kia có ở hai người. Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi, trời chỉ có sao sớm sao chiều. Núi chỉ có hai người yêu nhau. Nó bị rung hả? Thế là bên này, đây này. Lại nhá. Rồi. Báo sẽ gửi tặng cô gái Hà sau chương trình này. Rồi Báo đặt chân lên trên này không sao rồi. Báo sẽ tặng cô gái Hà ca khúc bài ca trên núi. Và sau đó Báo sẽ bắt nó về núi luôn. Đâu trời có sao chiều, sao sớm, đầu núi kia có ở hai người. Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi. Vất vả thế, lại nha. Cái mày quay chuẩn nha, lại nha. Nhờ bạn ấy quay, không có. Yêu đương, một lúc dừng, một lúc dừng. Lại mất hứng à? Rồi. Góc này nhá. Anh. Rồi đây. Anh mượn em một tí nhá, mất công. Em để em xinh đẹp thế nào hết, em chưa bôi son, chưa gì hết. Rồi, góc đấy nhá, giữ im là được. Báo xin phép được gửi tới cô gái mà đang cô đơn ca khúc và bài ca trên núi để cô gái sẽ tìm được người thương. Nếu không tìm được người thương thì Báo thương luôn, là chống ế luôn, yên tâm cả nhà nhé. Đầu trời có sao chiều, sao sớm, đầu núi kia có ở hai người.
dù đi cùng trời, dù đi khắp núi, trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau. Rừng chiều có tiếng khen, ai đó khen hát lên những lời mong chờ. Đường đi về rừng, đường đi xuống núi, trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau. Mây bay về non cao, suối vẫn chảy quanh đồi, đất lành chim xây tổ, bạn người mong em đó nay đã khác xưa rồi, nay đã khác xưa rồi. Hoa lê nở trăng núi, nắng ấm trải non ngàn, tiếng khen ai vang vọng, hẹn lòng ai sao xuyên, để lòng em là lưu luyến. Năm tháng chẳng phôi phai, hỡi cô gái người kính, em lên đây, em lên đây với bạn người mông. Qua ba mùa giấy, qua ba mùa trăng, vẫn giữ lời hẹn ước, đôi ta cùng hát lên bản tình ca. Người mong ta ngày thêm ấm no, người mong ta mùa xuân đã về. Hỡi cô gái người mong, em xinh tươi em đẹp duyên, hỡi cô gái người kính, em xinh tươi em đẹp duyên, đẹp như bông hoa rừng. Hỡi chàng trai người Mông, anh thương em với bạn người Mông. Qua ba mùa giấy, qua ba mùa trăng, vẫn giữ lời hẹn ước, đôi ta cùng hát lên bản tình ca. Bạn mong ta ngày thêm ấm no, bạn mong ta mùa xuân đã về, bạn mong ta mùa xuân đã về, bạn mong ta mùa xuân đã về. Rồi nó nghiêng nghiêng nó đổ rồi, nó thích giá báo rồi, không cần bài tán nữa, bắt luôn, về làm bờ luôn. Giang ơi, giao dê. À, rất là vui hôm nay được giao lưu với em. Chúc em sức khỏe và ngày càng thành đạt hơn trên con đường sự nghiệp. À, nếu mà, à không, ta thương nhau rồi mà, tí nữa báo bắt mình về làm vợ luôn, không cần phải chúc sức khỏe, là không cần phải có người yêu nữa mà báo yêu luôn và thương luôn. Báo bắt về làm vợ luôn, rồi về luôn, rồi rồi đi luôn quay Canada luôn, đi luôn đi luôn rồi báo về đây rồi đi về luôn, rồi bắt luôn làm vợ luôn. Rồi chào cả nhà, mùa sai nó sẵn sàng, chào cả nhà, chào cả nhà. Rồi, áp về đây, chào cả nhà, rồi, được rồi, chào cả nhà. Chào nhau là mai ra vách đá xóa nợ. À, cả... để bên trên ấy, để cái bàn bên kia kìa, nó chắc hơn á. Dạ, để sang bên kia cho đỡ phần bên kia chắc hơn. Rồi, Duy ngồi im nhá. Không sợ gì đâu. Dạ, rồi.
Trời ơi. Đấy, chàng trai Duy cũng khổ cho chàng trai Duy, chuyên quay tay, vất vả về đường quay tay. Hôm qua báo bắt quay tay 15 phút cơ mà. Cái này anh, nó chỉnh nó có filter chưa? À rồi rồi. Xinh chưa? Xinh chưa? Em chưa bôi son. Không cần đâu, báo đẩy màu lên là được. Anh thấy à? Rồi. Nhiều cô gái xinh luôn. Báo ngồi ở không gian rất mộc mà báo có một bản sáo báo vừa sáng tác xong. Báo gửi tới cho bản cô gái mông mà cô gái kinh mà báo cũng rất là vui được gặp cô gái ở thủ đô nhưng mà rất là vui. Và bây giờ báo sẽ tặng tặng cô gái, nhưng mà cũng không biết là cô thích hay không, nhưng mình cứ tặng đã. Còn cô gái thích hay không đấy là việc của cô gái nhá, thì mọi người cứ rồi cả nhà cứ thưởng thức từ nhá. Không nó có không hiện ý nói là nick của em ấy là nick thằng đó, với lại cả nhiều người theo dõi, với lại cả em tương tác thật ấy. Đây là một bản sáo mà báo chuẩn bị Tết này thế sẽ sản xuất ra cái MV về bản sáo này. Hồn của đá. Bản sáo hồn của đá. Ủa, mượn cái này á? Có được không nhỉ? Như sợ A Báo này tóc nó chạy lung tung. Thôi tí nữa nhá. Để em đội cái này cho. À rồi. Không, to quá, sợ to quá. Đội nón kia không anh lấy cho. A Báo nghĩ là không nên đội bởi vì để mọi người còn nhìn thấy. Đấy, đội cho nó xong. Không. Dạ. Đấy. Thôi mình cứ nghe sáo xong đã. Mình cứ nghe sáo xong đã. Vâng. Nghe sáo xong bởi vì là vào hình nó. Viên quần chúng vào nó không hết hình ấy. Vào nó không hết hình. Rồi. Rồi. Thế không như sợ che mặt không rồi sợ che mặt không à đúng bây giờ bản sáo này nó liên quan đến một cái hiệp sĩ nữ của vùng cao rồi. Phê rồi, con làm nào bây giờ? Ngồi dịch lên một tí. Bởi vì là bị che mất. Lại nha. Rồi. Cái này à? Rồi đúng không? Cái này bị che mất mũ của em. Rồi không. Nó không hết cái nón của em. Rồi. Như này là vừa này, thấy chưa? Rồi, lại nhá. Thế này thì em là trung tâm à? Rồi đúng rồi. Cái mày là trung tâm đấy, còn A Pa là phụ họa thôi. Thế để em sẽ phụ họa hài cho anh. Lại anh, mày từ đầu anh. Rồi, lại nhá. Ôi này không nhìn thấy mặt anh ạ, gần quá. Rồi. Gần quá không ạ? Lại nhá. Fan này là hết pin là và làm luôn. Cả nhà thân mến, bản sáo này là bản sáo mà cuối năm Áp Áo sẽ sản xuất ra cái MV là tiếng gọi trong lòng đá. Gọi là hồn đá đó. Áp Áo gửi tới cho cô gái là lần đầu tiên được nghe. Dạ. Thank you.
Giàng ơi, đang thổi thì nó cứ giật giật, cứ kéo kéo, A Ba mất cảm xúc luôn. Hay quá. Cái thằng có chạy đâu? Đang tán gái mà nó cứ kéo này à? Ồ, cái mình có mất cảm xúc không? Không ạ. Lên đỉnh chưa? Lên đến đỉnh chưa? Mai lên đỉnh. Mai mình lên đỉnh đấy. À rồi. Cái mình ơi, đã cái mình có sướng không? Em sướng, em đau hết quai hàm rồi, sướng. Ôi giời, cái em đau hết quai hàm. À Pao đã làm gì quay hàm đâu, sướng lên lên đỉnh chưa, lên đỉnh chưa, sướng chưa? Em sướng rồi. Ồ sướng rồi, ra sướng hết quá, chưa? Cười nhiều quá, đau hết cả mồm bên này. Ồ đau hết cả cái ăn cơm. Cả nhà A Pao đang thổi thì nó cứ kéo kéo giật giật à. Đang mệt gái. Rồi ôi Giàng ơi, đang tán cái cứ nó cứ kéo cái quần thôi. Rồi rất là vui. À, và chắc hẳn là cô gái tên là Nước thì chắc chắn cũng chưa bao giờ nghe những ca khúc về Nước đâu nhỉ? Ít khi đúng không? Vâng, em ít lắm. À, ít nghe ca khúc về núi rừng này. Hôm nay A Báo dành cho live show của cô gái luôn. Hôm nay đúng nốt bài này A Báo phải chạy ra phố cổ rồi. Show này show thứ tư rồi. Bỏ 3 show để 1 show. Thôi mình phải hy sinh vào quần chúng để rút ra một cục kinh nghiệm. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Ngồi lên đi, đừng ngửa ra, ngồi thẳng một tí cũng sợ mọi người không nhìn thấy. Nó vào hình hơi bé là đúng không? Ngồi im đấy, đúng rồi. Đấy đúng thế thôi, à bà không làm gì đâu, yên tâm. À bắt đầu em để nghe nào. Ở nơi ấy tôi đã thấy, cất cái mũi đi nó to quá. Vui một tí cả nhà, cất cái mũi rồi rồi. Ngồi gần một tí để mọi người cùng nghe cùng được chứ. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa
chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy, hồn người sắc lây. Ôi sắc cờ lây, ai yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha pi, ôi xa cờ lấy, ai yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha pi, cha pi. Bao tưởng hát xong là nó chạy mất, hóa ra nó vẫn còn ngồi đây. Ơi cả nhà thân mến, cô gái nó thương Bao rồi. Đây cô gái tên là Hải, rất xinh gái, gọi là tên là nước, nó rất nhiều nước, yên tâm. Đại Hải Thủy luôn, nó rất nhiều nước. Bao tối nay bắt nó sản xuất ra người Pony No Money, mùa sai sai là sai. Chúc cả nhà ngủ ngon, mùa sai. Cái mình có đôi lời phát biểu hay có đôi lời gửi gắm tới gì khán giả của A Páo không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi anh A Páo từ xưa đến giờ. Từ xưa đến giờ à? Từ xưa đến giờ. Không phải ngày hôm nay à? Đến giờ là đến bây giờ luôn. Đến bây giờ à? Thế vâng. Ngày mai thế nào? Ngắt luôn à? Nó đến bây giờ luôn. Có nghĩa đến bây giờ vàng mai sau chứ. Mãi mai sau. Làm nói lại đi, lại nhá. Rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi anh A Páo từ xưa đến giờ và nhiều hơn. Rồi. Đến mai sau. Nhưng mà từ có cái đoạn gì mà thương nhau thì thế các anh gái mình có người thương chưa? Em chưa. Rồi A Páo thương cho, A Páo sản xuất ra người Pony No Money luôn. Bây giờ A Páo bắt cái nó về làm vợ luôn, yên tâm cả nhà nhá. Hôm nay A Páo chống ê cho nó. Cả nhà muốn làm quen cô gái là 0978321988 gọi cho A Báo. Nếu mà không gọi cho A Báo được, A Báo thuê bao rồi thì thôi. Mù sai sai là quay. Chào cả nhà. Giờ chúc cả nhà sức khỏe nhá. Đây cô gái chưa có người thương, A Báo thương rồi. I'm sorry, no never. Goodbye siêu ghen, chào cả nhà. Mù cay cay là quay quay. Còn thích nhờ hôm nay em được lên màn hình nhiều quá. Không phải đâu, duyên đấy. Bởi vì không phải ai cũng A-Pa cũng cho lên đâu. Hôm nay lên được lên rõ nhiều. Không biết mình. Sau này còn được người nổi tiếng kết bạn Zalo, kết bạn Facebook nữa. Ô cái thằng người yêu của mày nó không đánh là giỏi lắm rồi. Em có người yêu. Ôi giời mày, bồ thôi. Cả nhà thân mến, ca khúc Mơ về Hà Giang, một sáng tác của anh trai A-Pa.
À, ca khúc này đã được huy chương bạc toàn quốc năm 2009 và A Báo đã hát thì trâu bò chạy hết. A Gió ngồi im nhá. Tối nay không phải sản xuất ra người nhá. Ta mơ mơ đến Hà Giang bầu bàn cùng sương gió đọc thơ su ngọn cỏ có tiếng khen lạc bay chờ tình khâu vai cho trai gái yêu nhau ta mơ đến Hà Giang cùng em ăn thắm cô mơ một lần cưới đón em qua cổng trời Hà Giang ơi Hà Giang rượu ngô thơm vách núi say rồi ta tìm lối về mưa xuống núi cô anh cổng trời cao chót vó ta về đón em qua cổng trời ta về đón em qua cổng trời. Ta mơ đến Hà Giang bầu bàn cùng sương gió đọc thơ du ngọn cỏ có tiếng khen lạc bay chờ tình có vai cho trai gái yêu nhau ta mơ đến Hà Giang cùng em ăn thắng cô mơ một lần cưới đón em qua cổng trời Hà Giang ơi Hà Giang rượu ngô thơm vách núi say rồi ta tìm lối về mưa xuống núi cô anh cổng trời cao cho phó ta về đón em qua cổng trời ta về đón em qua cổng trời ai thả chiếc khăn xinh một dải màu trắng muốt ta cho điều tha thiết mơ ước đến Hà Giang 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 ta nâng ba thết đài bàn bầu ngọt bùi mèn men mẹ lá nồng nàn đã nâng lên là uống rượu mềm mùi chảy vào tâm can lòng người ấm áp bấm cố nhà ta lành xương ngọt gió món ăn bay từ gan rùa tình yêu đừng đầy cho ngô ta nâng bát mười bốn phương tam hương hey!
cách bát đây xin làm anh em, mong cho họ bàn chân cứng đá mềm, bạn chúc người già mạnh khỏe, rượu đầy chùm ngô đậu đầy nương, bạn sẽ nhớ nhà ta. Cách bát đây xin làm anh em, mong cho họ bàn chân cứng đá mềm, bạn chúc người già mạnh khỏe, rượu đầy chùm ngô đậu đầy nương, bạn sẽ nhớ nhà ta. Nẻo sườn non, nẻo sườn non ta gió tràn đêm, nẻo sườn non ta gió tràn đêm, nẻo sườn non ta gió ta uống. Rượu chảy vào tâm can, nẻo sườn non ta gió ta uống. Rượu chảy vào tâm can. Rồi à, báo đưa nó về sản xuất ra người đây. Thôi xong rồi, đổ rồi, nghiêng rồi, không tán nữa. Xong rồi, Apa về đây rồi. Mùa sai chào cả nhà nha, mùa sai thôi. Apa về đây, cảm ơn cả nhà. Xong rồi, bắt vợ thôi. Rồi, đây, đây. Rồi, thôi đi, cái mình về sản xuất ra người thôi mình ơi. Rồi, đi, 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 đi về đi. Thôi, Apa về đây, chào cả nhà, mùa sai. Rồi, tôi tối nay sản xuất ra người một cái thôi. Mùa sai chào cả nhà, rồi. Đi thôi, chào cả nhà. Rồi, đi, đi theo nó đưa lên phòng. Rồi. Rồi cả nhà cùng vào chụp ảnh nào. Đây cầm quả pháo ạ. Cầm tàu ấy. Rồi. Đeo bầu nha. Nó thích sản xuất ra bầu. Rồi, ai sao quên. Rồi cái mình đứng sát A Báo sau ruội. Giờ từ từ nhá, lại nhá. Rồi. Rồi. Ai đứng này ngầu chưa? Giờ A Báo đứng ở giữa. Cái con cái đứng bên này. Rồi. Cầm cái này cho nó hợp. Nó thích mang bầu à? Rồi, nó thích. Rồi. Cái gì đẹp đàn. Rồi. Rồi, đây. ELP nào chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đứng bên này chụp này cho nó vui này. Đúng rồi, đứng ở đây. Chụp máy nào đây? Nhìn về cái con đực bên kia rồi. Nào, ELP nào sản xuất. Nào, hô lên nào. ERP 1 2 3 ERP sản xuất ra người nào. Ra chưa? Từ nhìn đã, chụp được chưa? Rồi. Thả chim thả bướm ạ, ông quên nhầm. Thả tim nào. Thả tim như thế nào? Rồi nào. ERP nào sản xuất ra người nào. Rồi, từ làm một kiểu nữa, dạng cái chinh nha. Là dạng cái chân ra. Đây, đúng rồi. Đưa cái chinh này sang bên này. Đây, rồi. Duỗi cái chinh ra bên này. Rồi, đúng rồi. Đây, cái chinh bên kia. Ra bên kia, dạng rộng một tí. Rồi, ôi, không phải khép nép vào đâu. Rồi, nào, tay, đây, tay đưa lên. Thập bát la hán thủ. Nào. ELP là sản xuất ra người nào. Dạ chưa. Rồi, ai vào nữa làm nốt cho nhanh nào. Nào, vào cả nhà vào đây. Con vào đây chụp ảnh luôn. Rồi, cả nhà vào đây. Báo quay Canada rồi. Cả nhà vào chụp. Duy vào đây, đẹp trai. Nhanh. Nào, cả nhà vào nào. Vô luôn hàng
Nào nào nào, cái mình vào đây, vào đây. Vào đây. Vào đây cả nhà mà. Vào đây. Nào cả nhà nào. Rồi. Cả nhà vào đây. Rồi. Rồi đứng thẳng đi, không cần cúi rồi. Nào được chưa? Nào. Ngồi. Ngồi cũng được. Rồi, được chưa? Còn che cả cái nón nữa. Rồi. Dịch vào đây. À gió vào đây. Không sợ đâu, con bò của cái mày cầm cái quả pháo này. Rồi. À Duy chịu đi. Tí nữa chụp không đẹp về trừ lương. Nào, cả nhà đều like nào. 1, 2, 3, like. Sản xuất ra người. Làm một cái ngang. Làm đứng nó không đẹp, phải làm cái ngang cho chắc ăn. Nào, thả bướm nào. Nào, 1, 2, 3, sản xuất ra người nào. Rồi, dạ rồi. Rồi, cảm ơn cái mình. Thôi, tôi cứ làm từ nhá. Rồi, chờ người. Rồi, đây là cô gái đây, xong rồi. Đây là chàng trai đây. Đây là chủ quán, chủ nhà đây. Đấy, rồi. Rồi, cả nhà vào. Rồi, áng áo rồi. Rồi, chàng trai rất đẹp trai này. Ở cả nhà đây, chụp đây. Đây, áp áo vào. Rồi, chủ nhà bây giờ mới đến. Phá hết cái nhà rồi, bây giờ nó mới chui vào. Lùi một tí. Lùi, nghiêng nghiêng bên này. Đứng gần áp áo, tí nữa nó đá ghen làm thế nào. Rồi. Nào, cả nhà thả tim thả bướm nào. Nào, 1, 2, 3, nào, sản xuất ra người nào. Ôi dồi, làm nhanh thế. Chưa kịp cười. Rồi, rất là vui. À, cả nhà thân mến, chương trình giao lưu văn nghệ dân gian xin phép được khép lại tại đây. Chúc cả nhà có một chuyến du lịch trải nghiệm trên công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn Hà Giang. Thật là sự vui và đầy ý nghĩa. À, xin chào tạm biệt cô gái tên là Hà này. Cô gái tên là bên kia không nhớ rồi. À con vợ của ai gió. Tí nữa gọi tên nhầm thì nó cho đi gió luôn. À đây là cô Hà này, đây. Cô gái à báo đêm nay sẽ bắt nó sản xuất ra người, nó nhiều nước lắm yên tâm nhá. Nhưng mà từ tí nữa nhá. Vâng. Cứ về tắm rửa sạch sẽ đi. Vâng. Rồi cứ chờ à báo ở phòng yên tâm. Rồi yên tâm nhá. Rồi. Còn cán bộ quay tay đây này. Nó bịt khẩu trang. Ép o rồi còn gì nữa. Rồi, đẹp trai. Sơn Tùng My TV, à quên nhầm. Sơn Tùng MTV. Sơn Tùng fake thôi, nhưng mà nó giống lắm. Rất đẹp trai. À, chụp chung với anh. Về nhá. À rồi, làm luôn. Làm. À, máy của em chụp đi. Đây, rồi. Đây, chụp đi. Đây là quay Canada mà. Chụp đi. Rồi, chụp riêng với chàng trai đi. Úi dồi ôi. Cất đi ghê quá. Kéo xuống. Cất đi. Cất nhanh. Cất đi, chụp máy em. Thế em đứng bên này cho. Rồi, bên nào cũng được. Rồi. Nó thuận tay. Rồi, bên nào cũng được. Rồi, đẹp trai thì nó cho vào cái toàn cái ăn cơm rồi. IAP nào. Rồi, cái mày đẹp hơn cái tao rồi. Ôi dàng ơi, nó đẹp trai hơn nào, bao nó cứ đi dình nha, bao xấu nó chụp thôi. Chúc cả nhà sức khỏe nhá. Rồi, A Báo rất là vui được gặp A Gió này, gặp vợ của A Gió này. Tối nay đêm qua nó xả xô ra người không biết đậu hay không, nhưng mà kể nó cứ làm theo bài của A Báo là được rồi. Yên tâm cả nhà nhá. Rồi, một say chào A Gió nhá. Gió có nghe thấy em nói gì không? Gió có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong đó. Đôi lúc bên em chợt nghe anh nói với em. Gần dữ à? Đó, ngày xưa tán mãi mới đổ đấy. Kinh nghiệm đầy mình đấy, phải học hỏi đấy. Rồi, còn hai chàng trai bên kia vẫn còn nguyên sơ. Còn rất là trai tân, chưa biết gì về cuộc đời cho nên thôi. Con cháu thôi, cả nhà thông cảm nhá. Còn bạn trai bên này thì kinh nghiệm đời thì quá nhiều rồi thôi. Cả nhà hết sức thông cảm. Đấy, để chào chào bạn này, không có bạn này
tự ái bảo là toàn quay con gái, không quay con trai. Chào các bạn nha, chúc cho kênh A Báo càng ngày càng phát triển, chúc cho các bạn luôn gặp niềm vui và thành đạt trong năm mới. À rồi, chúc bạn trai này càng ngày lông mồm càng mọc càng nhiều thì các bạn bạn gái mới tìm về. Mình mà không có lông mồm thì nó không thích đâu, yên tâm nhá. Chào cả nhà nhá. À, cô gái bên này nó lại cười rồi. À, bảo lông mồm là nó là cười đấy. À, chúc cô gái là đêm nay là hết đêm với A Báo luôn, yên tâm. Rồi, A Báo về đây. Ồ, quên nhầm. A Báo về phòng nghỉ trước đây, chờ nó về, yên tâm. Chào cả nhà nhá. Rồi, che cái ăn cơm. À, A Báo hỏi một tí. À. Sao cái ăn cơm của cây mình đo đỏ thế nhỉ? Không, đây để A Báo kiểm tra nhá. Đây. Sao cái ăn cơm của cây mình đỏ thế? Em chưa tô son đâu. À chưa tô son à? Chưa. Nhưng sao đỏ chưa thế nhỉ? Chưa có sự chuẩn bị. Ồ, chưa có sự chuẩn bị mà nó đã đỏ thế rồi. Vâng. Nếu lúc mà làm chuẩn bị là nó còn đỏ hơn à? Vâng. Ô, dạ người A Báo chạy đây. Rồi mua xe A Báo về đây. Nó chuẩn bị là A Báo phải pháo đấy. Thôi. Chào cả nhà, mua sai, cả nhà cùng quay tay chào Hà Giang được không? Rồi, mua sai là quay tay quán nào, chào cả nhà, chào Hà Giang. Rồi từ cô gái nhìn ngược rồi, quay. Nó thích làm ngược. Rồi, làm lại nhá. Nào, mua sai lò số quay, chào cả nhà, mua sai, chào Hà Giang. 1, 2, 3, chào Hà Giang. Quay tay mày vào. Quay mày vào, rồi. Không, phải nói to, thật to, chào Hà Giang nhá, cả nhà nhá. Nào, 1, 2, 3, chào Hà Giang. Rồi, quay tay rồi. Rồi, chào cả nhà nhá. Tụt pin rồi. Rồi, chào cả nhà. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ, hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống mẹ mẹ thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tu mù say say lòi say say mù say say lòi say say hồ chứ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống